một lô đất rất đẹp, vuông vắn, 470m², mặt tiền 20m, chiều ngang 22m, cực kỳ đẹp luôn quý vị. Với lô đất này thì giá thời điểm này chỉ có 5 triệu thôi trên 1m², có 60m là đất ở nông thôn, 410,2m là đất trồng cây lâu năm. Cái đường rộng trước mặt ý thì là 5,4m, còn đường ở phía bên trong là 4m, ô tô đỗ thoải mái quý vị nhá. Lô đất này nằm ở trong xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Một điều đặc biệt đó là đây không phải là đất phân lô bán nền, mà đây là đất phân lô đường của nhà nước từ năm 1997. Hai mặt tiền đường, gia chủ đã đăng ký phun lên thổ rồi và giờ đợi quy hoạch mới thôi. Với xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh này là một trong những cái nơi rất đẹp đấy quý vị ạ. Bởi vì ai cũng đều lựa chọn về xã Suối Tiên này. Cái phong thủy ở nơi đây nó rất là tốt. Khí hậu quanh năm thì mát mẻ, ôn hòa, mà dân cư thì đông đúc, hiện hữu. Những cái ngọn núi ở đây cũng có những cái phong thủy rất là riêng. Cho nên là với huyện Diên Khánh này thì rất đông dân cư về ở. Quý vị cần những cái thông tin chi tiết thì vui lòng kết nối với Vân. Đặc biệt là quý vị xây nhà lên thì Vân sẽ hỗ trợ tư vấn nội thất thiết kế xây dựng tới cho quý vị nhé. Cảm ơn quý vị.